Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ 20 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Chương trình tuần này bao gồm những nội dung như sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hiện nay, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 thành phố năng động nhất thế giới năm 2019. Theo bảng xếp hạng City Momentum Index 2019 của Jones Lang LaSalle và sự kiện Viettel công bố triển khai thử nghiệm 5G thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng đánh cột mốc quan trọng, trở thành khu vực đầu tiên triển khai 5G tại Việt Nam. Bởi công nghệ 5G được cho là sẽ giúp cho hoạt động của thành phố Hồ Chí Minh trở nên năng động hơn trong tương lai, dẫn đầu cả nước trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và tiến trình số hóa xây dựng đô thị thông minh. Đô thị thông minh, đô thị sáng tạo cũng nhằm mục đích phát huy tối đa cái nguồn nhân lực là quý báu của thành phố này và tạo được một cái mối quan hệ chặt chẽ giữa con người với con người. Chứ đô thị sáng tạo, đô thị thông minh không có đi thiên về cái việc là con người chỉ biết có công nghệ, chỉ biết có điện thoại thông minh, mà mục đích chính của đô thị thông minh thì sáng tạo là phát huy tối đa cái năng lực vốn có, một tài nguyên phong phú của thành phố này, nhưng mà vẫn giữ được cái mối quan hệ giữa con người với con người cái chặt chẽ. Do đó là đô thị sáng tạo, đô thị thông minh thì luôn luôn gắn kết một cách đồng bộ là việc học tập, vui chơi, giải trí, làm việc, lao động, hưởng thụ đều gắn kết đồng bộ, chứ không phải chỉ có làm việc không, mà luôn tạo một sự tương tác giữa con người với con người, một cộng đồng, một cách tiện ích nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể giao tiếp để làm thế nào phát huy được tối đa cái sự quan hệ và phát triển của con người thành phố. Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, đến nay thành phố đã đạt được một số kết quả bước đầu là bước chuẩn bị cơ bản, quan trọng để triển khai các nội dung của đề án. Đề án được xác định trọng tâm có 4 trụ cột và chính quyền điện tử. Hiện thành phố đã triển khai giai đoạn 1 các trụ cột, kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, tích hợp một số cơ sở dữ liệu quan trọng. Trung tâm điều hành chỉ huy đô thị thông minh đã thí điểm kết nối, tích hợp dữ liệu các hệ thống camera giám sát của một số sở ngành, quận huyện, tập hợp tài liệu tổng hợp, các phương án khoa học dự báo cho trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội. Khối thứ nhất là khối tiếp nhận, điều phối, giám sát hình ảnh. Đây là cái khối mà chúng ta tạo ra một cái kênh tương tác và cái kênh chỉ huy. Kênh tương tác ở đây là chúng ta tạo ra kênh giao tiếp giữa người dân và chính quyền thông qua các cổng là cổng 1022 để tiếp nhận các thông tin trong trường hợp không khẩn cấp, thông qua cái trung tâm tiếp nhận thông tin cứu hộ cứu nạn thông qua một đầu số liên thông duy nhất. Đây là cái kênh tương tác trực tiếp với người dân, đồng thời chúng ta lại có một cái trung tâm lắng nghe mạng xã hội để tổng hợp các thông tin của người dân. Thì nơi đây có thể nói rằng là đây là cái trung tâm, khi có những thông tin thì lãnh đạo thành phố sẽ phản ứng và chỉ huy. Đặc biệt với cái trung tâm này thì khi có những tình huống khẩn cấp thì chính cái trung tâm điều hành sẽ thành cái trung tâm chỉ huy, hay gọi là trung tâm tình huống, để đối phó những tình huống khẩn cấp trong thành phố. Về xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, thành phố đã triển khai hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu, thực hiện tích hợp một số cơ sở dữ liệu quan trọng như cơ sở dữ liệu văn bản điện tử, cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, cơ sở dữ liệu khiếu nại tố cáo, cơ sở dữ liệu đường dây nóng, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu đầu tư nước ngoài, cơ sở dữ liệu chứng chỉ hành nghề y. Kho dữ liệu dùng chung được đặt tại công viên phần mềm Quang Trung. Ngoài ra, thành phố đã triển khai thử nghiệm cổng thông tin dữ liệu mở đã cung cấp thông tin về cơ sở khám chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề y, thông tin về cơ sở giáo dục và dịch vụ, thông tin về các dự án đầu tư nước ngoài và các dự án đầu tư công, nhằm chia sẻ tài nguyên dữ liệu đến đông đảo người dân và doanh nghiệp. Người dân chưa tích cực tham gia các đề xuất về giải pháp, ý tưởng, sáng kiến xây dựng đô thị thông minh, cũng như chưa thường xuyên sử dụng khai thác các tiện ích dịch vụ thông minh. Ví dụ như 1022 là chúng ta ra đời rồi, thế nhưng cái truyền thông về một con số 1022 hình như là chỉ một bộ phận người dân biết thôi.
tức là nó cũng còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục là đẩy mạnh một cách có hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới. Theo chỉ đạo của thành phố, cần tăng tốc và quyết liệt chuyển sang giai đoạn ứng dụng rộng rãi hơn. Hiện nay, một số doanh nghiệp công nghệ, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, VNPT, Viettel, FPT cũng đã đóng góp với thành phố một số ý kiến, giải pháp trong xây dựng đô thị thông minh. Để làm sao chúng ta trong toàn bộ thành phố của chúng ta có một hệ thống cổng tích hợp chung, chứ không đầu tư lẻ tẻ theo nhiều quận huyện rồi nhiều sở ngành khác nhau, thì những cái gì ứng dụng chung cho toàn bộ thành phố được thì chúng tôi sẽ tặng và sẽ đầu tư, sẽ hỗ trợ cho tất cả các sở ngành hay quận huyện cùng sử dụng chung. Còn những cái gì mà cần phát triển riêng ở từng nơi một thì chúng tôi xin phép và có thời gian để chúng tôi sẽ cùng phát triển với lại cái đội ngũ mà thành phố có thể cử ra để chúng tôi hỗ trợ thành phố trong tương lai. Lãnh đạo thành phố cũng đã ghi nhận những kết quả trong các ngành, lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế, chống ngập, quy hoạch. Sau những thành công đó, thời gian tiếp theo, thành phố cần tăng tốc và quyết liệt để chuyển sang giai đoạn ứng dụng một cách rộng rãi, bài bản từ thành phố đến các quận huyện. Vấn đề mà thành phố đang quan tâm hiện nay là chương trình nâng cao trình độ người dân về sử dụng các dịch vụ đã số hóa để người dân trở thành một yếu tố tích cực, trở thành công dân thông minh. Xây dựng cơ sở dữ liệu của từng ngành của địa bàn toàn thành phố để cần có cái hướng dẫn khẳng định lại các cái chuẩn dữ liệu từng ngành và có cái lộ trình. Gắn với cơ sở dữ liệu này là quy chế sử dụng dữ liệu là rất quan trọng. Bởi chúng ta biết dữ liệu là tài nguyên, vừa có thể làm kinh doanh, nhưng cũng vừa có thể là nó không cẩn thận là phá hoại. Đó, nếu chúng ta không biết bảo vệ dữ liệu phù hợp thì người ngoài có thể lợi dụng phá hoại mình chứ phải không đâu. Nên xây dựng cơ sở dữ liệu là rất quan trọng, nhưng phải có quy chế sử dụng dữ liệu cái này. Xây dựng giai đoạn 2 của đề án, thành phố sẽ thực hiện song song việc xây dựng khu đô thị sáng tạo, trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thúc đẩy kinh tế của thành phố cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển bền vững, góp phần nhân rộng mô hình trong chiến lược phát triển đô thị chính sách và tầm nhìn phát triển đô thị không chỉ từ nay đến 2020 mà còn trong 5 năm tới trong chiến lược 2021-2030. Tiếp theo đây, chuyên mục Đô thị thông minh xin giới thiệu cùng quý vị một số giải pháp ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Công nghệ blockchain giúp đảm bảo tính an toàn, minh bạch, không thể giả mạo của hóa đơn điện tử. Nhờ việc này mà Misa là đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử duy nhất được Bộ Tài chính mời chia sẻ tại hội thảo Việt Nam Finance 2018. Đồng thời, miinvoice.vn cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 90% chi phí phát hành, vận chuyển, lưu trữ so với hóa đơn giấy truyền thống. Với hóa đơn điện tử xác thực, đầu tiên, người bán thực hiện phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán. Trạng thái hóa đơn đã phát hành sẽ được ghi vào sổ cái blockchain. Hóa đơn sau khi phát hành sẽ được gửi ngay đến Tổng cục Thuế để xác thực. Tổng cục Thuế sẽ kiểm tra các thông tin trên hóa đơn, sau đó sẽ cấp mã và gửi lại hóa đơn đã xác thực cho các bên liên quan. Sổ cái blockchain cũng sẽ lưu lại trạng thái Tổng cục Thuế xác thực hóa đơn. Người mua sau đó sẽ nhận và tra cứu được thông tin hóa đơn. Tất cả lịch sử giao dịch của hóa đơn, ngay cả các hoạt động xóa bỏ hay điều chỉnh sẽ đều được ghi lại trên sổ cái blockchain. Công nghệ blockchain trong phần mềm hóa đơn điện tử miinvoice đảm bảo thông tin hóa đơn được bảo mật. Các giao dịch, lịch sử về hóa đơn sẽ không thể bị giả mạo hay thay đổi. Thưa quý vị, xây dựng thành phố thông minh chính là cách mỗi địa phương sẽ giải quyết những vấn đề đô thị. Thông qua đô thị thông minh, bản thân người dân, tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình, là chủ thể sáng tạo, đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện, xã hội phát triển có kiểm soát. Chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả. Những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thnd@gmail.com. Quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.